Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chào các bạn trận cờ hay giữa kỳ hậu Anh và kỳ hậu Việt Ngô Lan Hương. Trận này diễn ra năm 2018, Ngô Lan Hương cầm đại đấu hậu, còn kỳ hậu Anh thì cầm đỏ đi tiên. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。
将军。 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 Tốt 1 tấn 3 chiếu tướng. Chơi đến đây thì kỳ hảo của Anh Quốc không còn khả năng chống đỡ, anh đã buông cờ nhận thua. Và video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem Chân video chuyên. Nếu các bạn thích bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và các bạn ở video sau.